Kính thưa quý vị, hiện nay trên chiến trường Ukraine, trước những tình thế bất lợi, Nga đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân để cứu vãn tình hình xa suốt của mình. Vào năm 1945, giai đoạn cuối của cuộc thời chiến thứ hai, Mỹ đã thả quả bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới, tên là Little Boy, xuống thành phố Hiroshima, gây ra thảm họa kinh hoàng đối với người dân Nhật. Quả bom hạt nhân này của Mỹ có sức công phá tương đương với khoảng 15.000 tấn thuốc nổ TNT. Hiện nay, sức công phá của bom hạt nhân mà các quốc gia sở hữu đã lên tới 450.000 đến 500.000 tấn thuốc nổ TNT. Một khi cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra, nó đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều thành phố bị phá hủy, môi trường sinh sống bị ô nhiễm nặng nề bởi phóng xạ, rất có khả năng dẫn đến ngày tận thế của nhân loại. Cả Mỹ và Nga đều là hai siêu cường quốc vũ khí hạt nhân trên thế giới. Trong khi đó, anh, Pháp và Trung Quốc là những quốc gia trang bị vũ khí hạt nhân trong thời gian dài. Điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ngoài ra, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên cũng là những nước đã tham gia vào cơ lạc bộ vũ khí hạt nhân. Trước lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga, các quốc gia đã suy tính những gì? Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua về tình hình vũ khí hạt nhân của các nước trên thế giới ngay sau đây. cường quốc vũ khí hạt nhân các đầu đạn hạt nhân mà Mỹ và Nga sở hữu gấp nhiều lần tổng số đầu đạn hạt nhân của các nước khác đây cũng là chìa khóa để kiểm tra và cân bằng lực lượng hạt nhân giữa hai nước 1. Nga có kho dự trữ đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới hiện Nga là nước có kho dự trữ đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới với khoảng 6.000 đầu đạn hạt nhân vượt qua nước thứ hai là Mỹ với 5.500 đầu đạn hạt nhân theo thỏa thuận của hai nước, chỉ có khoảng 1.550 chiếc được phép khai triển sẵn sàng chiến đấu, số còn lại có thể đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nga đang có khoảng 320 hệ thống tên lửa liên lục địa ICBM. Hệ thống mới nhất này của nga có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân với sức công phá tương đương khoảng 500.000 tấn thuốc nổ TNT. Hai quân nga có 11 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo đang hoạt động, có thể mang 176 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và tối đa 672 đầu đạn. Không quân Nga có 67 máy bay ném bom chiến lược, có thể mang theo 200 quả bom hạt nhân. Bộ ba phương tiện vũ khí hạt nhân của Nga có thể mang tổng cộng 2.100 đầu đạn hạt nhân. Để chống lại Mỹ, Nga luôn ưu tiên dùng số tiền từ các nguồn quỹ vốn hạn chế của mình cho vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Nga không thể cạnh tranh với Mỹ về tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Họ chỉ có thể tiếp tục dựa vào vũ khí hạt nhân chiến lược trên đất liền vốn khó ẩn núp và dễ bị đối phương tiêu diệt. Vũ khí hạt nhân của Nga chủ yếu nhằm vào Mỹ, bao gồm cả các nước NATO và cũng đề phòng Trung Quốc, thậm chí cả Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và các nước đang trang bị hạt nhân khác, cho đến Nhật Bản và Hàn Quốc, vân vân. Một khi Nga phát động chiến tranh hạt nhân, nước này có thể tính đến việc tấn công các mục tiêu khác nhau theo nhiều hướng. Đồng thời, họ cũng sẽ phải đối phó với các cuộc phản công hạt nhân từ Mỹ, Anh, Pháp, làm tăng thêm độ khó trong việc kiểm soát chiến trường. Nga có hệ thống cảnh báo sớm bằng radar tương đối hoàn chỉnh, nhưng khả năng đánh chặn tên lửa còn hạn chế. Hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo A-135 của Nga đã được triển khai xung quanh Moscow. Ngoài ra, Nga còn nổi tiếng với hệ thống phòng không S-300 và S-400, nhưng họ đã không thực hiện tốt trong chiến tranh thực tế ở Ukraine. Nga cũng có các phương tiện chống vệ tinh Tuy nhiên, vai trò của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu GLONASS và các vệ tinh quân sự khác của Nga trong cuộc chiến Ukraine dường như đã giảm đi đáng kể. Nếu Nga tiến hành sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ có thể là nước bị tấn công đầu tiên. Hai, ô dù hạt nhân mà Mỹ cung cấp cho các nước đồng minh. Số lượng đầu đạn hạt nhân của Mỹ tuy ít hơn Nga, nhưng họ có năng lực cảnh báo sớm, phản công và phòng thủ mạnh mẽ hơn. Vũ khí hạt nhân chủ yếu của Mỹ chủ yếu là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo, đi kèm với nó là tên lửa đạn đạo đối đất và máy bay ném bom tầm xa. Mỹ có 14 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio mang theo 1090 đầu đạn hạt nhân, chiếm 70,32% đầu đạn hạt nhân được phép khai triển sẵn sàng chiến đấu. Mỹ còn sở hữu khoảng 400 tên lửa chiến lược đất đối đất Munitimen 3, mang theo 400 đầu đạn hạt nhân, chiếm 25,81% tổng số hạt nhân được phép khai triển và 60 đầu đạn hạt nhân còn lại, được trang bị cho máy bay ném bom B-2 và B-52, chiếm 3,87% tổng số hạt nhân được phép khai triển. Vũ khí hạt nhân chiến lược chính của Mỹ là tàu ngầm, giúp Mỹ có thể dễ dàng né tránh các đòn đánh và kịp thời phản công quân địch. Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio của Mỹ có thể mang theo 24 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II với tầm bắn hơn 12.000 km. Mỹ có thể thực hiện các cuộc tấn công từ bất kỳ đại dương nào trên thế giới. Mỗi tên lửa Trident II có thể mang tối đa 8 đầu đạn hạt nhân với tương đương khoảng 455.000 tấn thuốc nổ TNT hoặc 14 đầu đạn hạt nhân với sức công phá từ 90.000 đến 100.000 tấn thuốc nổ TNT và có thể mang đầu đạn hạt nhân chiến lược năng suất thấp với tương đương từ 5.000 đến 7.000 tấn thuốc nổ TNT. Mỹ có khoảng 675 tên lửa liên lục địa Mutiman 3 mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn hơn 13.000 km, trong đó khoảng 400 tên lửa đã được khai triển. Hệ thống máy bay ném bom chiến lược có thể mang bom hạt nhân của Mỹ gồm 20 máy bay ném bom B-2 và 40 máy bay ném bom B-52. Những máy bay này có thể mang bom hạt nhân có tương lượng tối đa bằng 1,2 triệu tấn thuốc nổ TNT. Biết rằng, 1 triệu tấn thuốc nổ TNT có thể phá hủy một vùng với bán kính từ 100 đến 160 km. Mỹ có hệ thống cảnh báo vệ tinh tiên tiến nhất thế giới cùng hệ thống đánh chặn tên lửa hoàn chỉnh nhất, bao gồm hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD, hệ thống tên lửa đất đối không stand Missile 3, hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không Patriot, giúp Mỹ có thể kịp thời phát hiện chuyển động bất thường của các loại vũ khí hạt nhân, từ đó theo dõi quỹ đạo của tên lửa và đánh chặn chúng, đồng thời nhanh chóng tiến hành phản công. Mỹ còn cung cấp ô dù hạt nhân cho các nước NATO, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm bảo vệ các nước này khỏi sự đe dọa hạt nhân của các nước đối lập. Trong đó, hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối tháp do Mỹ khai triển ở Hàn Quốc có thể giám sát Trung Quốc, Nga và Triều Tiên bất cứ lúc nào. Ngoài ra, quân đội Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vừa tiến hành một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung và một số nước NATO cũng có hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. 3. Tham vọng hạt nhân của Trung Quốc, Anh và Pháp Trung Quốc tăng tốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân Bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng Trung Quốc đang tăng tốc mở rộng vũ khí hạt nhân và có thể đạt 700 đầu đạn hạt nhân vào năm 2027 và 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Trung Quốc cũng đang xây dựng các bãi phóng tên lửa liên được địa ICBM mới. Phương tiện vũ khí hạt nhân chủ lực của Trung Quốc là tên lửa đạn đạo trên đất liền, với tổng số khoảng 160 tên lửa, bao gồm khoảng 62 tên lửa đông phòng 31A, AG, 24 tên lửa đông phòng 41 và 20 tên lửa đông phòng DF-5, A, B. Trong tổng số 350 đầu đạn hạt nhân, ước tính khoảng 250 đầu đạn hạt nhân đã được khai triển, chủ yếu nhắm vào Mỹ. Ngoài ra, một số tên lửa tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có thể nhắm vào Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, Triều Tiên, Hàn Quốc và Pakistan. Trung Quốc có 7 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo chiến lược, mang tổng cộng 84 tên lửa cự lang 2, được phóng từ tàu ngầm với tầm bắn tối đa là 8.000 km. Với tầm bắn này, nếu quân đội Trung Quốc không đến được Thái Bình Dương thì không thể uy hiếp được Mỹ. Trung Quốc có 104 máy bay ném bom S-6KN có thể mang bom hạt nhân, nhưng tầm hoạt động bị hạn chế. Trên lý thuyết, chúng chỉ có thể đe dọa Guam. Trung Quốc cũng đang phát triển các hệ thống cảnh báo tên lửa, trong đó có một số hệ thống tên lửa phòng không đến từ Nga là S-300 và S-400. Trung Quốc có công nghệ vũ khí hạt nhân và tên lửa dựa theo Liên Xô, tuy nhiên họ không thể có được công nghệ tổng ngầm hạt nhân của Nga. Ngoài ra, chất lượng và hiệu suất vũ khí hạt nhân của Trung Quốc có thể không tốt bằng Nga. So với Mỹ và Nga, Trung Quốc không dễ dàng phát động một cuộc chiến hạt nhân. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng Bắc Kinh bị thất thế tại eo biển Đài Loan và chế độ bị đe dọa. Họ có thể liều mình cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nếu Nga thực sự phát động chiến tranh hạt nhân, Trung Quốc khó có thể giúp Nga. Tuy nhiên, không thể loại trừ ý đồ thừa nước đục thả cầu. Cả Nga và Mỹ đều có thể cân nhắc tấn công Trung Quốc cùng một lúc. Vũ khí hạt nhân dưới nước của Anh anh có khoảng 225 đầu đạn hạt nhân, trong đó có khoảng 160 đầu đạn được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tất cả đều được gắn cho 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Lớp Văn Trong đó, mỗi tàu có 16 ống phóng tên lửa và có thể mang theo từ 8 đến 16 tên lửa xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm Trident II của Mỹ, với mỗi tên lửa có thể mang 8 đầu đạn hạt nhân. Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược hiện là phương tiện phản công hạt nhân chiến lược duy nhất ở Anh chúng cũng là phương tiện linh hoạt và ẩn náu nhất. Anh không có kế hoạch tăng số lượng đầu đạn hạt nhân, mà tập trung vào việc phát triển các tàu ngầm hạt nhân thế hệ tiếp theo, đồng thời nâng cấp và kéo dài tuổi thọ của các đầu đạn hạt nhân hiện có để duy trì khả năng răn đe hạt nhân tiên tiến. Anh là đồng minh trung thành nhất của Mỹ, cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Anh. Loại vũ khí này có thể được mang bằng máy bay chiến đấu f 15 i Mục tiêu vũ khí hạt nhân chính của anh có thể là Nga. Nếu Nga phát động chiến tranh hạt nhân, anh có thể bị tấn công. Khi đó anh và Mỹ sẽ kết hợp để đáp trả lại Nga. Vũ khí hạt nhân của Pháp. Năm 1996, sau khi Pháp bãi bỏ các cơ sở tên lửa đạn đạo trên mặt đất, nước này cũng chuyển sang phản công hạt nhân dựa trên tàu ngầm tên lửa đạn đạo. Pháp có 4 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Triom. Mỗi tàu mang 16 tên lửa đạn đạo M45 hoặc M51. Tên lửa M51 có tầm bắn từ 8.000 đến 10.000 km và có thể mang từ 6 đến 10 đầu đạn phụ. Pháp có khoảng 290 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 175 đầu đạn được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Pháp giữ lại một số lượng nhỏ tên lửa đất đối không mang đầu đạn hạt nhân có thể phóng bằng máy bay chiến đấu. Pháp cũng không có kế hoạch mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình. Vũ khí hạt nhân của Pháp cũng chủ yếu nhằm vào Nga. Pháp là đồng minh của Mỹ và là thành viên của ô dù hạt nhân NATO. Nếu Nga phát động chiến thuật hạt nhân, Pháp là nước sẽ có thể bị tấn công. Đồng thời, Pháp sẽ phối hợp với Mỹ và Anh để tiến hành phản công Nga. Một khi chiến tranh hạt nhân xảy ra, ba nước Mỹ, Anh và Pháp sẽ chung một chiến tuyến. Trong tình huống này, Trung Quốc rất khó để giúp Nga và Nga sẽ phải đối mặt với thế một trọi ba. Lúc này, Trung Quốc có khả năng sẽ tìm cách để tấn công Mỹ, Tuy nhiên, Trung Quốc có thể bị Mỹ đánh đòn phủ đầu đầu tiên. Câu lạc bộ hạt nhân đang mở rộng. Năm 1998, Ấn Độ đã tiến hành vụ nổ thử nghiệm đầu đạn hạt nhân được vũ khí hóa hoàn toàn và chính thức được xác nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Hiện Ấn Độ có khoảng 160 đầu đạn hạt nhân. Ấn Độ đã liên tục thử nghiệm loạt tên lửa đạn đạo Agni. Trong đó, tên lửa Agni-5 có tầm bắn 8.000 km và có thể mang nhiều đầu đạn. Ấn Độ có hai tàu ngầm hạt nhân lớp Arihan mang tên lửa đạn đạo, có thể mang 4 tên lửa K-4 với tầm bắn là 3.500 km hoặc 12 tên lửa K-15 với tầm bắn là 750 km. Máy bay chiến đấu của Ấn Độ cũng có thể mang bom hạt nhân rơi tự do. Vũ khí hạt nhân của Ấn Độ chủ yếu nhắm vào Trung Quốc và Pakistan. Với sự giúp đỡ của Trung Quốc và Triều Tiên, Pakistan đã theo sau Ấn Độ trong các vụ thử vũ khí hạt nhân và hiện có khoảng 165 đầu đạn hạt nhân. Pakistan có tên lửa hành trình đối đất và tên lửa đất đối đất với tầm bắn hàng trăm km và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Đồng thời, Ấn Độ cũng là mục tiêu chính của Pakistan. Israel được cho là đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ năm 1980 và hiện tại có khoảng 90 đầu đạn hạt nhân. Israel còn được cho là sở hữu bộ ba hạt nhân gồm máy bay ném bom tầm xa, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Tuy nhiên, chính quyền Israel đã từ chối thông tin này. Vũ khí hạt nhân của Israel chủ yếu được sử dụng để giăn đe các nước láng giềng. Cả Ấn Độ, Pakistan và Israel sẽ không dễ dàng tham gia vào một cuộc chiến tranh hạt nhân, nhưng Triều Tiên được công nhận là chủ sở hữu vũ khí hạt nhân nguy hiểm. Triều Tiên được biết đến là một quốc gia không ngừng thử nghiệm các loại tên lửa. Ước ừ tính Triều Tiên hiện đang có ít nhất khoảng 20 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn xa nhất có thể vươn tới đảo Guam. Vũ khí hạt nhân của nước này nhắm vào mục tiêu chính là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trung Quốc và Nga cũng nằm trong danh sách dự bị. Thế giới bên ngoài nhận định rằng Triều Tiên đang giúp Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Dưới sự xúi dục của chính phủ Trung Quốc, Triều Tiên có thể đóng vai trò gây rối. Tuy nhiên, nước này cũng sẽ không dễ dàng phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân. Khi đó, vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có khả năng được dùng để làm vật cứu mạng. Lời kết Sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, thế giới lại một lần nữa đứng trước nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Tất cả các quốc gia có vũ khí hạt nhân đều biết rằng quá trình và kết quả của một cuộc chiến tranh hạt nhân là khó thể dự đoán trước. Việc bảo trì uy hiếp bằng vũ khí hạt nhân chính là thượng sách. Ngày nay, với thế bất lợi trên chiến trường, Nga đang đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều này làm tăng thêm khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, khiến các nhà lãnh đạo Điện Kremlin lo lắng cho sự an toàn của mình. Hành vi bỏ trốn nghĩa vụ quân sự cho thấy rất nhiều người Nga không nguyện ý trở thành một chiếc bia đỡ đạn người dân trên thế giới hy vọng rằng sự gian đe của Mỹ, Anh và Pháp có thể ngăn chặn các hành động liều lĩnh của Moscow. Họ cũng hy vọng những người Nga có lý trí có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra. Và đến đây, mục tin phân tích và bình luận của Decan News xin được tạm dừng. Chúng tôi rất hân hạnh được cập nhật tới quý vị những thông tin chân thực và hấp dẫn về những điểm nóng xoay quanh chính trường đầy biến động cảm ơn quý vị đã lựa chọn dk news để cập nhật tin tức mỗi ngày xin đừng quên bấm like và ấn chuông để nhận thông báo về các bản tin mới nhất của chúng tôi mai anh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo